nóng giận sẽ khiến cho anh phải đau khổ. Chẳng qua ta chỉ tranh cãi vài câu thôi. Tranh cãi sẽ gây ra phẫn nộ, khiến con người dừng bước trước chân lý. Đó chỉ là cách che chở bản thân mình thôi. Ta đâu có sân si. Vậy thì tốt quá rồi. Vì sự nóng giận chẳng khác nào một đốm lửa trong lòng bàn tay. Chúng ta muốn quẳng nó cho người khác, nhưng mà trước khi quẳng đi thì tay của mình đã bị bỏng trước.